theo Viện Nghiên cứu Địa vật lý và Núi lửa Italy, phối hợp với Đại học College London, Anh, hiện đang có một siêu núi lửa không hoạt động, lâu năm ở Italy sắp phun trào. Đó là siêu núi lửa gì? Cùng Ask Above TV khám phá ngay bây giờ nhé! Nghiên cứu đã sử dụng một mô hình nước núi lửa để giải thích cho các hoạt động của động đất và mặt đất trồi lên. Đã có hàng chục nghìn trận động đất xung quanh núi lửa Campi Flegrei và thị trấn Pozzuoli đã bị nâng lên khoảng 4 mét do hậu quả của hoạt động địa chất. Theo đó, các trận động đất và đất trồi lên đã kéo căng các phần của núi lửa gần đến điểm đứt gãy và mặt đất dường như đang bị nứt ra thay vì uốn cong. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng sự suy yếu của lớp vỏ xung quanh núi lửa Campi Flegrei đang khiến cho một vụ phun trào có nhiều khả năng xảy ra hơn. Campi Flegrei, núi lửa thuộc hàng nguy hiểm nhất thế giới, nằm ở phía tây Napoli, Italy, phun trào lần gần nhất vào năm 1538. Từ năm 1982 đến năm 1984, khí ga và mất ma dâng cao khiến mặt đất ở miệng hố phồng lên nhưng không thể chạm tới bề mặt do lớp đá dày. Đến nay, miệng núi lửa đã trở nên nóng hơn với áp suất tích tụ. Các nhà khoa học lo ngại núi lửa Campi Flegrei sẽ sớm phun trào, chôn vùi các khu vực rộng lớn và ảnh hưởng đến hàng triệu người ở châu Âu. Núi lửa Campi Flegrei ở gần thành phố Naples có lớp vỏ đang yếu dần và có xu hướng nứt vỡ, đẩy khả năng phun lên cao hơn. Hơn 1,5 triệu người đang sinh sống bên trên quần thể núi lửa ngầm rộng lớn và 500.000 người có nhà cửa nằm trong phần hõm chảo rộng 11 km, hình thành sau vụ phun trào khổng lồ cách đây 39.000 năm. Nếu Campi Flegrei tái diễn vụ phun trào lớn nhất trước đây, nó sẽ phun đá nóng chảy và khí ga vào tầng bình lưu, tạo ra sóng thần cao 33,5 mét và giải phóng cột lưu huỳnh và tàn tro độc hại, khiến trái đất sẽ chìm trong mùa đông suốt nhiều năm, phá hủy mùa màng và gây tuyệt chủng hàng loạt. Vụ phun trào lớn nhất của Campi Flegrei phun ra 285 km khối vật chất, một trong những nguyên tố hóa học độc hại được giải phóng trong vụ phun trào là fluor, với lượng vừa đủ phá hủy thực vật và gây ra dịch bệnh gọi là fluorosis ở động vật. Campi Flegrei có nghĩa là cánh đồng cháy. Ngọn núi lửa này đã thấp thỏm hoạt động trong hơn 70 năm qua. Các đợt hoạt động mạnh nhất trôi vào thập niên 1950, 1970 và 1980. Một thời kỳ náo động khác bắt đầu trong thập kỷ qua và vẫn tiếp diễn. Trong đó, nền đất bên dưới Pozzuoli, thị trấn ở đỉnh núi lửa, nâng lên 10 cm mỗi năm, tổng thay đổi độ cao là 4 m từ năm 1950. Campi Flegrei cũng trải qua nhiều trận động đất nhỏ, hơn 600 trận động đất được phát hiện trong tháng 4 năm 2023. Biến động dưới lòng đất nhiều khả năng do khí ga núi lửa tiến vào lớp vỏ trái đất ở độ sâu 3 km bên dưới bề mặt Campi Flegrei. Điều này khiến lớp vỏ kéo giãn, cong vênh và trượt đi, gây động đất ầm ĩ. Nếu có đủ lượng khí ga ngấm vào lớp vỏ, nhiệt độ và áp suất mà nó cung cấp có thể đẩy đất đá vượt qua mức tới hạn, mở ra vết nứt để magma bên dưới trào ra ngoài trong vụ phun trào. Để kiểm tra khả năng phun trào, nhóm nghiên cứu kết hợp dữ liệu địa chấn với kết quả đo mặt đất nhô lên để lập bản đồ về sự thay đổi độ bình kéo của vỏ trái đất trong vùng. Mô hình của nhóm nghiên cứu chỉ ra lớp vỏ bên dưới Campi Flegrei đang vỡ và không uốn cong dưới áp lực sâu bên dưới mặt đất, khi ga và magma đang chậm rãi sôi sục, làm yếu lớp vỏ của Campi Flegrei từ thập niên 1950, giảm độ bình kéo của nó xuống 1/3 so với năm 1984. Điều này có nghĩa dù động đất trong vùng không mạnh như thập niên 1980, đất đá có khả năng rạn nứt dưới tác động nhỏ hơn, khiến các nhà địa chất học khó phát hiện động đất và người dân không chú ý sơ tán. Dù vậy, để núi lửa phun trào, khí ga cần tích tụ nhanh hơn mức thất thoát và magma cần di chuyển nhanh qua lớp vỏ, nơi hình thành vết nứt. Giới khoa học không thể biết chắc chắn hai điều này có được đáp ứng hay không cho tới khi vụ phun trào xảy ra. Nghiên cứu về núi lửa Campi Flegrei cho thấy rằng mặc dù có dấu hiệu của sự đứt gãy, không có đảm bảo rằng nó sẽ dẫn đến một vụ phun trào. Một số nhà khoa học đã phát hiện ra các dấu hiệu cho thấy núi lửa đang trở nên yếu hơn. Tuy nhiên, để có một vụ phun trào xảy ra, magma cần được đẩy lên đúng vị trí. Nghiên cứu này là một bước tiến trong việc cải thiện dự báo về các vụ phun trào núi lửa trên toàn thế giới. Campi Flegrei đã trải qua các vụ phun trào trong quá khứ, nhưng không có đảm bảo rằng sẽ xảy ra một vụ phun trào trong tương lai.
nếu có một trận phun trào, hậu quả có thể rất nghiêm trọng, đặc biệt với thành phố Naples gần đó. Các nhà khoa học đang theo dõi và thu thập dữ liệu để cố gắng dự đoán và đưa ra cảnh báo trước khi có một trận phun trào xảy ra. Giáo sư Kilburn cho biết nghiên cứu này dự đoán sự nứt vỡ tại một ngọn núi lửa đang hoạt động đã đánh dấu một bước thay đổi trong mục tiêu của chúng tôi nhằm cải thiện dự báo về các vụ phun trào núi lửa trên toàn thế giới. Ông giải thích, đây là lần đầu tiên chúng tôi áp dụng mô hình của mình dựa trên cơ sở vật lý về cách lớp đá nứt vỡ trong thời gian thực cho bất kỳ ngọn núi lửa nào. Nhà khoa học Italy lưu ý, mô hình lần đầu tiên chúng tôi sử dụng là vào năm 2017, và kể từ đó, Campi Flegrei đã hoạt động như chúng tôi dự đoán, với số lượng các trận động đất nhỏ ngày càng tăng cho thấy áp lực từ bên dưới. Theo giáo sư Kilburn, các nhà khoa học giờ đây sẽ phải điều chỉnh các quy trình của họ để ước tính xác suất các tuyến đường mới được mở ra để magma hoặc khí tiếp cận bề mặt đất. Khi một núi lửa như Vesuvius phun, bạn sẽ biết vị trí phun trào là từ đâu, đó là từ đỉnh núi nửa hình chớp. Nhưng với núi lửa Campi Flegrei thì không, hoạt động chưa bao giờ ở cùng một nơi chốn. Mỗi trận phun trào có câu chuyện và vị trí phun trào riêng, Mora kể. Vì vậy, rõ ràng chúng tôi không biết khi nào thì xảy ra đợt phun trào, mà cũng không biết vị trí núi lửa phun sẽ là ở đâu nếu nó xảy ra. Một nguy hiểm khác là loại hoạt động của núi lửa. Hơn 90% hoạt động của Campi Flegrei là bùng nổ chứ không phải phun trào. Nói cách khác, khi núi lửa nổ, nó không làm nham thạch chảy tràn trên mặt đất, mà nó thổi tung một cột đá và nham thạch vào không trung. Khi những mảnh vụn này đáp xuống, khói sẽ nhuộm đen bầu trời và làm không khí đặc lại, khiến người ta gần như không thể thở và nhìn thấy gì nữa. Cột nổ tung sụp đổ sẽ tạo thành một luồng mạt vụn núi lửa với sức nóng khủng khiếp đến 700 độ C và làm bốc hơi mọi thứ trên đường đi. Ít nhất đó là điều xảy ra 39.000 năm trước, ngày xảy ra trận phun trào lớn nhất của núi lửa Campi Flegrei. Nham thạch tan chảy bắn tung đến độ cao 70 km, người ta phát hiện ra trong núi lửa ở tận vùng Siberia xa xôi, vụ nổ quá mức dữ dội khiến ngọn núi sụp xuống, trở thành vùng lông chảo. Quá trình nguội dần xảy ra trong những năm tiếp theo có thể đã giúp tạo ra khu vực ở phía của đất nước Hà Lan. Vậy khả năng nào sẽ dẫn đến việc núi lửa phun trào trong thời đại chúng ta? Nhà nghiên cứu Mora thừa nhận rằng không thể dự đoán chính xác khi núi lửa Campi Flegrei sẽ phun trào. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng việc theo dõi liên tục đài quan trắc và Vesuvian có thể giúp giảm lo lắng và tăng cường sự đề phòng. Các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu không chỉ về dấu hiệu trận phun trào sắp xảy ra mà còn về hiện tượng thuyết Radicism. Radicism là sự nâng lên hoặc hạ xuống dần dần của một phần bề mặt trái đất gây ra bởi sự lấp đầy hoặc làm trống các khoang magma dưới lòng đất hoặc hoạt động thủy nhiệt, đặc biệt là trong các hõm núi lửa. Nham thạch từ dòng nham thạch của Campi Flegrei dịch chuyển trong lòng đất, làm di chuyển mặt đất phía trên. Trong hàng ngàn năm, sự di chuyển này đã tạo ra những thay đổi đáng kể trong địa hình khu vực, nhưng cũng mang lại những lợi ích như đất mềm dễ xây dựng và giàu dinh dưỡng, cùng với quang cảnh đặc trưng và nền văn hóa độc đáo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, share và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ AskPod TV ra thêm nhiều video hấp dẫn hơn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.